Á quân The Gentleman dễ hướng đi hát vì người mẫu nam ít sâu không đủ sống. Làm ca sĩ rất khó nhưng có thể hoàn toàn tự chủ động. Cover nhạc của Hà Anh Tuấn để xin vía thăng hoa sự nghiệp. Em thấy thì là công việc người mẫu nam bây giờ cái thị phần của nó không quá chiếm nhiều ưu thế mà cũng khá là thụ động. Trong cái công việc giống như mẫu nam thì cũng chỉ được một vài show mà nếu mà có thì cũng là chỉ là làm nền cho các bạn mẫu nữ. Ngành nghề ca sĩ nó là một ngành nghề khó đối với những người mà không có khả năng thiên bẩm, không có năng khiếu có thể chủ động phát triển sự nghiệp được hơn. Em muốn cái hành trình của mình cũng sẽ phát triển được như anh Hà Anh Tuấn thì đó là một tấm gương để cho em noi theo. Tháng tư về cánh hoa phai tàn, mắt ướt nhòe nỗi đau vô lường. Tháng năm buồn vương những phố phường, thấm thoáng bóng người thương. Bước trong cơn mưa rào tháng sáu, chợt nhớ tới khi xưa. Tháng bảy mưa ngâu, từ bao lâu rồi ta đã quên, không nhìn thấy. Là có quà liền. Đúng rồi, mới giờ phải xin quà liền. Thì sắp tới em sẽ phát hành một cái EP là về ngày mưa. Thì những cái bản các khúc trong đó là sẽ toàn là piano thôi. Để cho khán giả của em nghe chiêu chiêu vào những ngày mưa. Thì một trong những ngày đó, một trong những bài mà sẽ phát hành đầu tiên là bài Nắng Mấy Anh Nhớ Em. Thì chắc là em sẽ gửi một cái đoạn nhỏ nhỏ phát like với các khán giả của anh trai đến rồi. Mọi người cũng nghe thử nha. Tháng tư về, cánh hoa phai tàn, mắt ướt nhòe nỗi đau vô lường. Tháng năm buồn vương những phố phường, thấm thoáng bóng người thương. Bước trong cơn mưa rào tháng sáu, chợt nhớ tới khi xưa. Tháng bảy mưa ngâu, từ bao lâu rồi ta đã quên, không nhìn thấy. Anh thắc mắc là tại sao em lại chọn một ca khúc của Hà Anh Tuấn để em thể hiện lại? Thật ra nó cũng là một thử thách cho em. Là em muốn cái hành trình của mình cũng sẽ phát triển được như anh Hà Anh Tuấn. Thì đó là một tấm gương để cho em noi theo. Thì cái dòng nhạc sắp tới em cũng sẽ hát là dòng nhạc nhẹ. Nên là em chọn những ca khúc của anh Hà Anh Tuấn để thử sức mình. Nhưng mà em có nghĩ rằng là cái việc mà mình lựa chọn một ca khúc của một ca sĩ gọi là được khán giả đánh giá rất cao về giọng hát, nó sẽ là một áp lực vô cùng lớn để cho mọi người sẽ soi mình nhiều hơn không? Dạ, thật ra là em cũng đang mong được soi để được nhìn thấy những cái khiếm khuyết của mình để mình có thể thay đổi tốt hơn. Bởi vì em chuyển hướng từ người mẫu sang ca sĩ thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều khuyết điểm. Và em cũng cần những cái động lực để mình thay đổi mạnh mẽ hơn. Tại vì em đã ở trong vòng an toàn quá lâu rồi. Nên là những lời động viên, những lời góp ý, những lời nhận xét từ khán giả thì em sẽ lắng nghe và em sẽ thay đổi tích cực hơn. Đây cũng là một cái điều mà anh rất thắc mắc. Bởi vì anh biết Kha cũng lâu rồi và anh tò mò rằng là vì sao mình đang là một vai trò là một người mẫu. Mình đã từng được giải của một cuộc thi lớn về người mẫu. Thế thì tại sao mà mình lại rẽ hướng sang làm ca sĩ, mình muốn đi hát? Phải chăng bởi vì công việc người mẫu nó kiếm mang về thu nhập cho mình nó không đủ nhiều để cho mình phát triển cho con đường sự nghiệp nghệ thuật của mình? Cũng là, đó cũng là một phần. Tại vì em thấy thì là công việc người mẫu nam bây giờ cái thị phần của nó không quá chiếm nhiều ưu thế mà cũng khá là thụ động trong cái công việc. Giống như là bây giờ show thì giống như mẫu nam thì cũng chỉ được một vài show mà nếu mà có thì cũng là chỉ là làm nền cho các bạn mẫu nữ. Thì đa số là như vậy. Nên là em muốn chủ động trong cái công việc của mình hơn. Thì ngành nghề ca sĩ nó là một ngành nghề khó đối với những người mà không có khả năng thiên bẩm, không có năng khiếu. Nhưng mà nếu mà chịu khó rèn luyện, với lại em nghĩ là em có cái sự va chạm với âm nhạc á, thì em có thể phát triển được. Em có thể chủ động được trong cái sự nghiệp của mình, là mình có thể chủ động tìm bài hát, chủ động ra sản phẩm và chủ động truyền thông nó đến mọi người. Thì nó cũng là một cái để em có thể chủ động phát triển sự nghiệp của mình hơn, thay vì người mẫu hay là diễn viên.